Ngọc Ánh, Nhà Tốt xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này em sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án một căn nhà rất là mới được thiết kế và xây dựng độc lập nằm ở trên mặt ngõ thông. Và với cái ngõ thông này thì ô tô có thể đi qua, thiết kế 4 tầng, diện tích 38m², thông số nhà như sau. Với hướng nhà là hướng Tây Nam, diện tích 38m, mặt tiền của ngôi nhà 3m2, mặt hậu 3m2, chiều dài 12m. Ngôi nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết, đúng như hiện trạng là quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Vị trí thuộc phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể ngôi nhà. Với cái vị trí này thì nằm ở trong khu dân cư đông đúc, hàng xóm thân thiện, phù hợp với bác nào đi làm ở Hà Đông hoặc là đi làm ở Thanh Oai, thuận tiện cho bác nào đi làm theo cái trục đường Nguyễn Trãi, Quang Trung Nguyễn Trãi. Và với cái ngôi nhà này thì sổ sách chuẩn chỉnh, dọn đồ về ở được luôn, sổ đỏ trao tay, ngõ thông, ô tô đi qua. Thiết kế có một căn duy nhất thôi mọi người ạ. Hiện tại Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần tầng 1, phòng khách của ngôi nhà. Tầng 1 đây là phần để xe mọi người ạ. Còn phòng khách thì chủ nhà thiết kế ở trên phía tầng 2, diện tích rộng, thiết kế tương đối là thoáng. Đây là hệ thống, toàn bộ hệ thống trần thạch cao, thiết kế các tầng, gạch lát nền, kích thước gạch 60-60. Phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Ngôi nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết, còn mới nguyên mùi sơn mọi người ạ. Tầng 1 thiết kế rất là hợp lý, phần để xe riêng, đây là phần không gian phòng bếp. Với cái phần phòng bếp này cũng hoàn thiện, chỉnh chu, đầy đủ cho quý vị. Tủ bếp này, phụ kiện, mặt bếp ốp đá granite. Hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt đầy đủ xong hết. Nước thì sử dụng nước sạch Sông Đà và điện lực EVN Hà Nội. Với vị trí ngôi nhà này thì gần với trường Đại học Đại Nam, gần với trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, gần với lại trung cấp y dược, và với cái vị trí của nó thì nằm ở trong khu dân cư quá là đông đúc rồi mọi ạ. Ngõ thông, ô tô đi qua. Phần không gian ở đây là phần phòng bếp. Ngôi nhà này thì được cái ưu điểm tiếp theo, nó cũng là lô góc thoáng, cho nên ở đây mở được cửa sổ chúng ta về bên ngoài mọi người ạ. Trong cái không gian phòng bếp, phòng bếp, phần để xe đều được thiết kế hệ thống trần thạch cao, màu sơn màu trắng, gạch lát nền cũng tương đối màu trắng. Và một phòng vệ sinh đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu và xịt máy bơm nước tổng lên trên. 4 tầng sử dụng của ngôi nhà, diện tích rộng, ngõ thoáng. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Với thiết kế của ngôi nhà 4 tầng, tầng 1 thì thiết kế riêng phần để xe, phòng bếp, ở tầng 2 thiết kế phòng khách, không gian đây mọi người có thể nhìn thực tế. Phòng khách được thiết kế sàn gỗ, hệ thống trần thạch cao, tương đối là thoáng, cửa sổ. Ở bên cạnh là một cái ngõ, cho nên là cái cửa sổ này mở ra là thoáng vĩnh viễn mọi người ạ. Không gian phòng khách thì đây, ngăn cách giữa phần cầu thang, phòng khách thì chủ nhà lắp cho mình một vách lam. Nói chung với những cái ngôi nhà được thiết kế và xây dựng độc lập như thế này thì bán tương đối là nhanh. Bởi vì trong kênh Nhà Tốt của Ngọc Ánh thì có rất nhiều quý khách hàng không thích nhà xây theo kiểu liền kề. Mọi người cứ sợ là chung tường chung móng, nhưng thực tế là tất cả đều riêng. Tuy nhiên thì nếu như để mà nói xây độc lập một căn duy nhất thì vẫn có nhiều người thích hơn. Đây là phần phòng ngủ ở phía bên ngoài. Tầng 2 thì thiết kế một phòng khách, một phòng ngủ, ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Đây là cái phần dân cư xung quanh rất là đông. Vị trí này thì gần với chợ này, tiện ích đầy đủ. Chợ, trường, phường, trạm, mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, Phú Lương đều cách phạm vi bán kính nhà tầm 500m thôi mọi người ạ. Đó. Phòng vệ sinh sử dụng các tầng 2, rộng, thoáng, đầy đủ hệ thống bồn cầu. Ở đây thì chủ nhà lắp cho mình một bình nóng lạnh Roxy, rồi là hệ thống sen cây tắm nóng lạnh đây. Lavabo, điện, nước hoàn thiện xong hết rồi. Cửa nhà vệ sinh, cửa thông phòng thiết kế đều là thiết kế là cửa nhôm hệ với Pháp mọi người ạ. Và mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Như vậy lên trên phía tầng 3 là có 3 phòng ngủ. Đây, cửa sổ thông thoáng. Tất cả các phòng ngủ thì đều được lát sàn gỗ, hệ thống trần thạch cao, tương đối là thoáng. Phòng nào cũng thiết kế đầy đủ ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa cho quý vị. Tiếp theo ạ, đây là phần phòng ngủ hướng ra phía bên ngoài, tương tự như tầng 3.
diện tích mỗi phòng tương đối rộng, với hướng nhà là hướng Tây Nam. Nói chung là những cái thông số nhà Ngọc Ánh đọc tương đối là chuẩn chỉnh, cho nên mọi người cứ tham khảo trước để mọi người có thể đi xem. Đến nhà thì nhà quay như nào, đến xem thậm chí nó còn đẹp hơn ở trên video mọi người ạ. Vì thực ra là video thì đâu có quay hết được đường ngõ mọi thứ đâu. Đó. Đây là phần phòng vệ sinh. Tầng 3. Tương đối là thoáng, chủ nhà ốp gạch 30 60 lên trên tới gần như là gần tận trần ấy, rất là sạch sẽ, màu gạch thì cũng nhã nhặn. Và phần tầng 4 còn lại thiết kế ra sao thì mời mọi người đừng rời mắt khỏi video nhé. Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Trên phía tầng 4, chủ nhà thiết kế cho quý vị ở đây một ô dính trời để lấy tận bục ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, với cái tầng 4 này thì chủ nhà thiết kế thêm một phòng riêng. Phòng này thì quý vị có thể thiết kế mục đích công năng sử dụng tùy, có thể là phòng thờ, phòng làm việc. Còn đâu thì nếu như mà tính tổng phòng sử dụng của ngôi nhà thì được 4 phòng riêng mọi người ạ. Phòng nào cũng cửa sổ ánh sáng tự nhiên. Tất cả các cửa sổ thì đều được thiết kế hai lớp cửa đó. Phần còn lại sân phơi. Với 4 tầng thì ở đây nói sẽ chia sẻ luôn cho quý vị. Căn nhà này là đổ tròn 4 tầng mọi người á. Đổ mái, còn như có một số căn nhà thì thiết kế 3 tầng một tum một sân phơi, có nghĩa là một tum và ở bên ngoài thì là lập mái tôn. Còn với cái ngôi nhà này thì chủ nhà toàn bộ là đổ trần tầng 4 cho quý vị. Đây là phần sân phơi rất là rộng rãi và thoáng. Đứng từ vị trí ngôi nhà này, quan sát xung quanh, mọi người có thể nhìn thấy nó nằm trong khu dân cư vô cùng đông đúc. Có sao thì Ngọc Ánh sẽ chia sẻ cho quý vị là y như vậy. Khoảng cách ở đâu thì Ngọc Ánh cũng đã chia sẻ rồi. Mọi người muốn tìm hiểu, đi xem thực tế, liên hệ trước với lại nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình. Đúng hai số điện thoại ở trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.